Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, 6 tháng đầu năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Ất Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Họ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, học tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Chính vì vậy mà họ chăm chỉ làm việc, cố gắng vươn tới cuộc sống sung sướng, thành công, có địa vị trong xã hội và khiến mọi người nể phục, kính trọng. Bước sang năm Tân Sửu 2021, Tỵ Hỏa gặp Sửu Thổ sinh tam hợp kim cục, thiên can năm Tân Kim chính tài khắc thiên can tuổi Ất Mộc chính ấn, tạo nên một năm 2021 thuận lợi cho tuổi Ất Tỵ. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, công việc thì thăng tiến, được cấp trên cân nhắc, đầu tư kinh doanh đều thuận lợi và phát triển, tiền bạc cũng ùn kéo đến. Vậy trong năm 2021, vận trình của ông bà tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 sẽ xảy ra điều gì? Ông bà có gặp được quý nhân nào hay không? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của ông bà tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy, đây là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với ông bà tuổi Ất Tỵ ở hầu như mọi phương diện trong cuộc sống. Trong công việc, nhiều kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, ông bà có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu của mình. Ngoài ra, nếu ông bà làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thì ông bà có thể được trao nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty. Tuy nhiên, ông bà không nên tính toán, so đo quá nhiều chuyện được mất. Nếu không sẽ dễ vướng vào chuyện làm ăn thị phi, phi pháp hoặc ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Hãy cố gắng hết sức mình và thỏa mãn với những thành quả do chính bàn tay mình tạo nên. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung khắc do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Ất Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của ông bà tuổi Ất Tỵ nửa đầu năm 2021 cho thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của ông bà ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Ông bà nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi ông bà tuổi Ất Tỵ cũng gặp phải không ít khó khăn, rắc rối trong công việc. Khuyên ông bà hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi, biết đâu ông bà sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Ngoài ra, ông bà tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bằng với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho ông bà. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần trở nên tốt đẹp hơn. Về mặt tài lộc và tiền bạc, vận trình tài lộc của ông bà tuổi Ất Tỵ khá sáng sủa trong nửa đầu năm 2021. Nếu ông bà làm trong lĩnh vực kinh tế thì thời điểm này sẽ có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Còn nếu ông bà là người làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào, nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng, tăng lương.
Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng sẽ giúp ông bà tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Ông bà có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả, thậm chí giúp đỡ mọi người xung quanh. Để kích vượng vận tài lộc thì ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chia tài lộc cho ông bà. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi nửa đầu năm 2021 còn nói rằng, ông bà tuổi Ất Tỵ nhiều cách cư xử khéo léo và chuẩn mực mà ông bà có thể ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên, ông bà nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Ông bà vẫn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên thi vị hơn. Để kích hoạt vận tình duyên, thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Sậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của ông bà tuổi Ất Tỵ trong nửa đầu năm 2021 không được lạc quan. Vì tuổi tác đã khá cao, không nên làm những việc quá sức sẽ gây những tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, ông bà nên gác công việc hàng ngày và đi khám chữa bệnh, chớ nên kéo dài khiến bệnh càng ngày càng trở nặng. Để có thể hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Đồng thời pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh và bảo vệ ông bà tuổi Ất Tỵ suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Ất Tỵ trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2021 này là năm tam hợp của ông bà tuổi Ất Tỵ. Song trong tháng đầu tiên của năm mới, ông bà lại gặp khá nhiều vấn đề. Trong tháng này, ông bà cần chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, tập trung vào nhiệm vụ, không nên phân tâm, để ý đến chuyện của những người khác. Còn nếu cứ can thiệp vào chuyện của người khác, ông bà sẽ rất dễ để mình cuốn vào chốn thị phi, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Ngoài ra, thời điểm này, ở gia đình, ông bà cần phải chủ động trò chuyện, tháo gỡ thắc mắc với các thành viên, nếu không tình cảm sẽ dần trở nên phai nhạt, gia đạo bất ổn. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Bước vào tháng 2 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Ất Tỵ có những cải thiện nhất định. Ông bà được duy trì trạng thái làm việc tích cực và mệt mỏi, vì thế mà công việc thường ngày của nó hiệu quả rất cao. Song nếu mục đích của ông bà là thăng chức, tăng lương thì có thể sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian cố gắng. Ngoài ra, bình thường tài chính trong tháng này tương đối ổn định, ông bà có thể tìm các công việc tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Còn về phương diện tình cảm, các thành viên trong nhà đã hóa giải được những khúc mắc trước đó, đồng thời biết học cách lắng nghe, cuộc sống ổn định cũng mang lại cho nhiều tác động tích cực đến sức khỏe. Tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, tài vận của ông bà tuổi Ất Tỵ có những bước tăng triển ấn tượng, đặc biệt là với ông bà làm đầu tư, kinh doanh hoặc những người làm nghề tay trái. Ông bà sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra từ trước đó. Tuy nhiên, với ông bà làm công ăn lương thì thu nhập vẫn ổn định chứ chưa có dấu hiệu gia tăng. Vì thế, ông bà cần chú ý nhiều hơn đến việc chi tiêu, không nên mua sắm những sản phẩm vượt quá khả năng kinh tế của mình. Thứ tư là tử vi tháng 4 âm lịch. Tháng này là một tháng khá yên bình đối với ông bà tuổi Ất Tỵ. Mọi mặt của cuộc sống bước vào giai đoạn phát triển khá ổn định. Điều quan trọng bây giờ là ông bà phải giữ vững tinh thần và quyết tâm và cố gắng của mình, không nên lơ là để xảy ra lỗi sai đáng tiếc.
ông bà cũng có thể nhân cơ hội này để học thêm về những kỹ năng mới, áp dụng vào công việc sau này sẽ rất hữu ích. Tình hình tài chính cũng không có quá nhiều biến động, cho nên ông bà cần cẩn thận trước khi đưa ra mỗi quyết định, chứ không nên vội vàng, nóng nảy, nghe theo lời rủ rê của người ngoài. Thứ năm là tử vi tháng 5 âm lịch. Ông bà sẽ gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian tháng 5 âm lịch dưới sự trợ giúp của tam hội. Ông bà làm quen với được rất nhiều đồng nghiệp hoặc các đối tác tốt bụng để lại cho thể. Đôi bên có thể cùng nhau cố gắng và hướng tới một mục tiêu chung. Nhờ có bạn đồng hành mà dường như công việc nào cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn hẳn. Tuy nhiên, hung tinh giáng họa khiến sức khỏe của ông bà phải chịu những tác động. Cho nên ông bà cần chú ý khi tham gia giao thông, khi thực hiện vận động mạnh hoặc khi sử dụng vận hành máy móc để tránh những sự cố đáng tiếc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế ổn định, ông bà không phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Tháng 6 âm lịch. Sang tháng 6 âm lịch, sức khỏe của ông bà tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu cải thiện. Ông bà nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, tránh những căn bệnh vặt xuất hiện khi thời tiết thay đổi. Công việc cũng có nhiều tiến triển tích cực khi ông bà luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Tuy hiện tại ông bà chưa đạt được kết quả nào ấn tượng, song ông bà đã dần dần gây ấn tượng với những người làm lãnh đạo. Cứ tiếp tục đăng ký như thế này, việc tăng lương, thăng chức sẽ chẳng còn quá xa đối với ông bà. Ngoài ra, tình hình tài chính trong tháng này của ông bà cũng có dấu hiệu tăng nhẹ so với những người làm công, ăn lương. Cho nên thấy đi trước đó, ông bà lựa chọn là đúng đắn. Quý vị thân mến, trong phần cuối cùng của chương trình, xin mời mọi người hãy cùng nán lại để tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Ất Tỵ trong vận trình nửa đầu năm 2021. Thứ nhất là sao hạn của ông bà tuổi Ất Tỵ. Trong nửa đầu năm Tân Sửu, ông tuổi Ất Tỵ được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui, sao lại không cho mẹ. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên sau này, kỵ nhất là vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mắt của cải, bị đàm tiếu, nên xấu sau lưng. Bên cạnh đó, ông còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp hạn thiên tinh, ông phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cần cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Đối với bà tuổi Ất Tỵ thì trong khoảng thời gian này sẽ được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh liên quan đến vấn đề khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến hạn tam kheo. Bởi hạn tam kheo chủ về thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và bệnh mỏi mắt hay mắt bị mờ. Đặc biệt là ở độ tuổi này thì ông bà càng cần chú ý. Thứ hai, luận cát hung, cát niên trong 6 tháng đầu năm theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Ất Tỵ có các sao thiên phúc, long trì phú quý, mang tới quý nhân phù trợ. Nhưng tuần, triệt, quan phù, thiên khốc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp có các tinh phượng hoàng hoa cái, hàm trì, giải thượng thần, mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành, các hung tinh thái tuế, pha toái, bạch hổ, phi liêm, thiên quan báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hoặc tai nạn xe cộ, động chạm dao kéo, vừa hay còn có cung xung chiếu, cùng có thiên mã, điều khách báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình có chuyện buồn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà Ất Tỵ. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình, những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những kiến thức mới nhất về thông tin tuổi của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.